Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một chương trình wallet đến từ dáng Shocker để các bạn có cơ hội mua IDO token C có cái hiệu là CXCH này các bạn. Với giá IDO nha các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần link xuống phần link mô tả với video của bạn mở link phong của các bạn. Dòng đầu tiên thì các bạn điền địa chỉ với RC20 trên YouTube Black cho các bạn nha các bạn. Kèo này khá là ngon nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn điền username tài khoản của mình nha các bạn. Những dự án thế này các bạn nào mà chúng mua IDO thì mình khẳng định cho các bạn ít 10 là ít. Tiếp tục thì các bạn điền là username Telegram của tất cả các bạn nha các bạn. Mình thì xui quá. Tặng dính airdrop cũng không dính IDO. Mình thì phải dính IDO rồi các bạn. Rồi các bạn chấp nhận điều khoản nha các bạn. Rồi bấm vào continue nè các bạn. Nhiệm vụ cũng hết ạ. Rồi nhiệm vụ đầu tiên follow tài Twitter nè các bạn. Nhấp vào tôi không phải là người máy. Vui lòng nhấp vào hình ảnh có chứa một chiếc thuyền. Tiếp tục. Thuyền. Bài này em ta. Thuyền. Rồi tiếp bấm follow nha các bạn. Trên tờ Twitter nè các bạn theo dõi nè. Sau đó bạn bắt up lên nè. Các bạn bấm vào continue nè. Trời sao nhắm tôi phải máy vậy ta. Các bạn group chat được các bạn. Tiếp tục follow kênh thứ hai của nó nè các bạn. Tiếp tục follow kênh thứ ba của nó nè các bạn. Nó tự động follow. Tiếp tục follow kênh thứ tư của nó nè. Rồi vào đây thì các bạn like nè các bạn. Thích nè, tự quyết lên nè các bạn. Sau đó các bạn bắt up lên nha các bạn. Các bạn bấm vào continue nè. Submit URL tự quyết thì các bạn mở tự Twitter của ta bán ra nè. Các bạn nhấp vào anh ta, nhấp vào một hồ sơ nè các bạn. Các bạn chia sẻ các bạn, đã tự quyết nè. Các bạn sao chép liên kết gọi là cho nó nè. Bấm vào continue. Tiếp tục cho anh xào cân gấp nữa nè. Nặng yếu quá. Các bạn cho anh xào các bạn. Rồi bạn bắt đắp lên nè. Các bạn bấm continue. Cho anh xào cân seller tiếp tục nữa nè. Rồi bạn bắt đắp lên nè bạn. Bấm vào continue. Tiếp tục subscribe kênh YouTube Telegram nó tiếp tục. Rồi các bạn xong sao nữa mà. Rồi bạn bắt up lên. Các bạn bấm continue. Tiếp tục subscribe kênh tiếp theo của nó nè. Thằng này ít chứ. Multi bấm vào multi. Bấm continue. Sau đó visit xem qua Facebook của nó nè các bạn. Rồi trên Facebook nó các bạn thích nha các bạn. Rồi sau đó các bạn like nè, chia sẻ công khai luôn nha các bạn. Rồi sau đó các bạn bắt up lên nè. Hỏi có subscribe kênh fanpage không, bấm Z nha các bạn. Bấm continue. Đây là các bạn ghép, link ghép của các bạn. Bạn gì lên ghép chia sẻ cho bè và người thân nha các bạn. Tiếp tục thì what is simply tổng cung tôi cần thì câu hỏi này thì cũng để cho phần link mô tả với video cho các bạn. Cái này là 1 triệu câu A nè. Câu A là 1 triệu hết ta. Tổng cung con này có 1 triệu tôi cần nha các bạn. Billion. Con này nó cho chạy qua cặp là BUSD nha các bạn. Câu A luôn. Và các bạn bấm vào continue nha các bạn. Rồi vậy là xong nha các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo tụi mình nhé.